Xin chào các bạn đã đến với kênh Pikachu Review Phim. Cuối tuần mang đến cho các bạn một bộ phim kinh dị vô cùng hồi hộp của Mỹ, với tựa đề Kẻ Rình Mò. Nhớ bấm like, đăng ký ủng hộ để mình ra nhiều phim hay nữa nhé. Không để các bạn đợi lâu, bắt đầu vào thôi nào. Nhân vật chính là Julia, đang cùng chồng mới cưới là Francis, đến căn chung cư bọn họ vừa mua để bắt đầu cuộc sống mới. Tưởng rằng mọi thứ sẽ diễn ra thuận lợi, thế nhưng vào ngay đêm đầu tiên, Julia phát hiện có một người kỳ lạ đang đứng ở tòa chung cư đối diện. Cho rằng người đó đang nhìn trộm mình. Tuy nhiên khi Julia vừa chớp mắt một cái, bóng người đó lại đột nhiên biến mất. Ban đầu còn cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều, thế nhưng khuya hôm đó trong lúc đang ngủ, Julia đột ngột tỉnh giấc, bước xuống giường nhìn ra cửa sổ thì lại phát hiện người đàn ông đó thậm chí còn đang nhìn chằm chằm vào cô. Lúc này Francis bỗng dưng tỉnh dậy. Julia liền bỏ qua người đàn ông kia mà đến bên cạnh chồng. Sáng hôm sau, Julia trong lúc đi bộ về nhà đã tranh thủ nhìn ngắm căn hộ đối diện phòng mình. Cô nhận ra cho dù là ban ngày thì căn hộ đó cũng không mở rèm, dường như đang che giấu điều gì đó. Thế là mỗi khi màn đêm buông xuống, bóng người kỳ lạ đó lại xuất hiện. Hơn nữa hình dáng càng ngày càng rõ ràng hơn. Mặc dù thấy đối phương bất lịch sự, tuy nhiên lại không có vẻ gì nguy hiểm. Julia đành nhắm mắt bỏ qua, cố gắng tận hưởng cuộc sống của riêng mình. Chuyện này không kéo dài được lâu. Vào một đêm khi Julia cùng chồng đi dạo dưới nhà, phát hiện trước tòa chung cư có rất nhiều người tụ tập. Cảnh sát và xe cứu hộ cũng có mặt, xem ra là có chuyện đáng sợ gì đó vừa xảy ra. Francis đến gần thì nghe loáng thoáng rằng có ai đó đã bị giết trong căn chung cư. Julia khi biết tin thì nổi cả da gà, cô dự cảm có điều không lành. Quả nhiên sáng hôm sau đã thấy TV đưa tin về sự việc này. Khu nhà cô đang sống xảy ra một vụ án mạng liên hoàn. Cảnh sát nói rằng hung thủ đã thực hiện nhiều vụ án có tính chất tương tự. Nạn nhân đều là những cô gái trẻ xinh đẹp. Điều khó hiểu là hung thủ hoàn toàn không có động cơ gây án. Dường như hắn làm vậy chỉ để thỏa mãn dục vọng bản thân. Sau khi nghe tin tức ấy, Julia bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô nghĩ rằng vụ này có liên quan đến người đàn ông sống ở phía đối diện. Thế là Julia đã kể lại mọi chuyện cho Francis. Tưởng rằng sẽ được anh ta quan tâm, thế nhưng Francis chỉ cho rằng vợ mình đã quá nhạy cảm. Tối hôm đó, hai vợ chồng có hẹn ăn tối cùng vài người bạn của Francis. Trong bữa ăn, bọn họ lại bàn về vụ án mạng liên hoàn xảy ra gần đây. Người bạn bảo rằng hung thủ vụ này là một kẻ rất tàn nhẫn. Hắn hành hạ những cô gái trước khi giết chết, thậm chí còn cắt đầu bọn họ. Julia bên ngoài tỏ ra vui vẻ, nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy không thoải mái chút nào. Thế là nhân lúc chồng đi làm, Julia đã đến một quán cà phê đông người, bắt đầu tìm kiếm những thông tin liên quan đến vụ án. Khi nghe nhân chứng duy nhất tường thuật lại vụ việc, Julia trong vô thức cảm thấy ớn lạnh, bởi vì cô gái đó nói rằng trước khi vụ án xảy ra, cô cứ cảm thấy có người theo dõi mình. Điều này hoàn toàn trùng hợp với cảm giác hiện giờ của Julia. Nỗi bất an càng lúc càng tăng thêm. Cô cảm giác có ai đó đi theo mình từ phía sau. Nhưng khi thấy người ấy vội vàng lướt qua, cô mới thở phào cho rằng có lẽ mình đã nghĩ nhiều. Để vơi đi nỗi lo lắng trong lòng, Julia quyết định dành chút thời gian đi tới rạp chiếu phim. Trong rạp không có nhiều người lắm. Thế là cô chọn một vị trí xung quanh không có ai rồi ngồi xuống. Sau khi nhìn xung quanh không thấy có gì đáng ngờ, Julia mới yên tâm thưởng thức bộ phim. Nhưng khi chưa xem được bao lâu, thì bỗng có một người lạ xuất hiện ngồi ngay phía sau cô. Rõ ràng trong rạp phim có rất nhiều chỗ ngồi, thế nhưng người đó vẫn chọn ngồi vị trí gần cô nhất. Nghĩ tới đây, Julia bắt đầu cảm thấy sởn gai ốc, bèn nhanh chóng rời khỏi đó ngay lập tức. Cô sau đó đi tới một siêu thị đông đúc trong thành phố. Nhìn từng dòng người đi lại, cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm hơn đôi chút. Thế nhưng khi Julia đang chọn lựa đồ trên kệ, bỗng có một vị khách thu hút sự chú ý của cô. Đôi giày mà người đó mang giống hệt với người trong rạp chiếu phim. Julia đột nhiên có dự cảm chẳng lành, liền vội vã đi núp sang một bên, cố gắng tránh né ánh mắt của người đàn ông. Tuy nhiên khi vừa đến cuối đường, Julia lại bất ngờ phát hiện ông ta đang theo mình. Cô sợ hãi chạy vào trong cửa thoát hiểm, nhờ nhân viên siêu thị giúp mình ra khỏi đó. Cứ như vậy, Julia đi thẳng một mạch về nhà. Dáng vẻ bất an của cô khiến Francis chú ý tới. Anh ta hỏi rằng đã có chuyện gì xảy ra. Julia mặc dù biết chồng mình không tin, thế nhưng cô vẫn kể ra những chuyện mình gặp phải. Julia nghi ngờ người đàn ông đối diện chính là kẻ theo dõi mình. Vì không muốn cô gái tiếp tục lo lắng, Francis đã dẫn vợ mình tới siêu thị, nhờ nhân viên an ninh kiểm tra camera để tìm bằng chứng. Theo lời kể của Julia, nhân viên đã nhanh chóng tìm được người đàn ông đó trong camera. Nhưng khi nhìn vào thì không thấy có vẻ gì bất thường. Ngược lại hành vi của Julia mới tỏ ra đáng ngờ. Thấy chồng không đứng về phía mình, cô cảm thấy rất thất vọng, đành lấy điện thoại ra chụp hình người đàn ông lại. Ngày hôm sau, nhân lúc Francis đang đi làm, Julia một mình đến ngồi bên cửa sổ. Cô nhìn xuống dưới đường để giám sát những người đi lại trước tòa chung cư, hy vọng có thể tìm được tung tích kẻ theo dõi. Tuy nhiên quan sát cả ngày mà chẳng thu hoạch được gì. Điều này khiến Julia càng trở nên lo lắng hơn. Đúng lúc đó bên ngoài có tiếng gõ cửa. Julia sợ hãi từ từ bước đến.
tuy nhiên phát hiện chỉ là một bà lão ở tầng trên. Do bất đồng ngôn ngữ nên cô gái không hiểu bà ấy nói gì. May mắn lúc này cô gái ở phòng bên cạnh vừa đi làm về, bảo rằng bà ấy chỉ đang tìm con mèo đi lạc của mình mà thôi. Thấy Julia có vẻ lúng túng, cô gái liền giới thiệu mình là Irina, còn thân thiện mời cô qua nhà uống vài ly. Thế là cả hai nhanh chóng làm quen với nhau. Irina nói rằng an ninh khu này không tốt lắm, thế nên cô lúc nào cũng thủ sẵn một cây súng trong tủ để phòng thân. Julia cũng đồng tình với ý tưởng đó. Cứ như vậy hai người họ vui vẻ trò chuyện suốt cả đêm. Sau cuộc trò chuyện ấy, Julia cảm thấy sự đa nghi của mình quá thừa thãi. Cô gái vừa về nhà liền lấy hết can đảm mở tấm rèm cửa ra, phát hiện người đàn ông bí ẩn kia vẫn đứng đó. Cho rằng ông ta không nhìn mình, Julia giả vờ đưa tay ra hiệu, thế nhưng người đàn ông cũng bất ngờ giơ tay lại với cô. Đến khi Francis về nhà, Julia sợ hãi liền kể hết mọi chuyện cho anh. Francis đến kiểm tra nhưng phát hiện ngôi nhà đó đang kéo rèm kín mít. Thấy vợ khăng khăng khẳng định như vậy, anh ta quyết định gọi cảnh sát, đến thẳng ngôi nhà đó để làm cho ra lẽ. Julia ở nhà chờ đợi, một lát sau thì Francis cũng về tới. Tuy nhiên thay vì đồng cảm với vợ, anh ta cho rằng dù đó có cùng là một người đi nữa, thì việc anh ta đi siêu thị không có nghĩa anh ta là kẻ theo dõi cô. Nghe những lời đó từ chính chồng của mình, Julia cảm thấy vô cùng bất lực, đành âm thầm chịu đựng một mình. Thế là từ đó chỉ cần Francis không có nhà, cô gái phải dùng ghế chặn cửa lại, như vậy mới có thể yên tâm hơn đôi chút. Mặc dù vậy ngay cả khi ngủ, Julia vẫn thường xuyên mơ thấy bị người đàn ông bí ẩn đó tấn công. Điều này khiến cho tinh thần cô càng ngày càng tuột dốc. Vào một hôm, Julia đang nằm thì nghe thấy tiếng động lạ bên phòng của Irina. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, cô gái bèn gọi quản lý tòa nhà tới, sau đó bắt bà ta phải mở cửa ngay trước mắt mọi người. Thế nhưng khi đi vào thì thấy mọi thứ vẫn bình thường, chỉ là con mèo nhảy từ trên xuống làm đổ cây đèn. Sau sự việc đó, bà quản lý bắt đầu phàn nàn về Julia, thế nhưng cô không hề bận tâm. Julia cảm thấy nghi ngờ chuyện này. Một người như Irina không thể biến mất một cách bất thường như vậy. Thế là vào một hôm, có ai đó gõ cửa phòng Irina khiến Julia chú ý tới. Hóa ra là bạn trai của cô gái. Do cũng không liên lạc được Irina nên mới đến đây tìm. Điều kỳ lạ là, rõ ràng họ nghe thấy tiếng chuông điện thoại ngay trong nhà, thế nhưng lại không thấy ai ra mở cửa. Lo lắng có chuyện không lành, Julia liền nhờ cậu bạn trai kia cùng mình đi đến tòa chung cư đối diện để kiểm tra. Cả hai đi thẳng đến căn hộ của người đàn ông bí ẩn. Tuy nhiên dù gõ cửa cách mấy cũng không thấy ai ra mở. Cậu bạn trai tức giận nên đã rời khỏi đó. Julia một mình lấy hết can đảm, tiến thẳng đến căn phòng tiếp tục gõ cửa. Lúc này một ông lão bất ngờ xuất hiện, hỏi rằng cô muốn làm gì. Thấy người ra mở chỉ là một ông già, Julia liền thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên khi cô vừa rời đi, bất ngờ lại đụng độ với người đàn ông ở siêu thị. Julia tỏ ra bình tĩnh bấm thang máy đi xuống, trước ánh nhìn chằm chằm đáng sợ của hắn ta. Ngay khi cô vừa về chưa được lâu, bỗng cảnh sát từ đâu xuất hiện trước cửa. Thì ra người đàn ông kia đã báo cảnh sát việc Julia đến quấy rối bố của hắn. Người đàn ông sau đó giơ tay ra với ý định làm hòa. Tuy nhiên Julia hiểu rõ, hắn ta đang nhắc nhở cô rằng chuyện này chưa kết thúc đâu. Thấy vợ càng lúc càng trở nên suy sụp, Francis liền trấn an, cho cô xem một mẫu tin tức trên điện thoại. Thì ra cảnh sát đã bắt được hung thủ trong vụ án mạng liên hoàn. Hắn ta hoàn toàn là một người khác, không phải là người đàn ông ở tòa nhà đối diện. Mặc dù vậy nhưng Julia vẫn không vơi đi chút lo lắng nào. Vì để giúp vợ thoát khỏi nỗi ám ảnh, Francis đã đưa cô tới bữa tiệc của công ty mình. Tuy nhiên trong lúc mọi người đang tán gẫu, đồng nghiệp của Francis lại vô tình nhắc tới chuyện Julia nghi ngờ hàng xóm của mình là hung thủ giết người. Biết rằng chồng đã đem chuyện này kể cho người khác, cô gái vô cùng tức giận liền rời đi khỏi bữa tiệc. Francis cố gắng gọi lại, tuy nhiên Julia không muốn nghe. Cả hai sau đó xảy ra cãi vã. Julia không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa, mà quyết định sẽ cuốn gói về quê ngay trong đêm. Thế là cô gái một mình đi tới tàu điện. Lúc này trên tàu không có một bóng người. Ngay khi Julia còn đang hỗn độn trong mớ suy nghĩ, bất ngờ người đàn ông bí ẩn kia lại xuất hiện ngồi trước mặt. Hắn ta bảo Julia vẫn còn nợ bố hắn một lời xin lỗi. Julia nhìn vào bịch ni lông trên tay người đàn ông. Dường như có một cái đầu người đang nằm trong đó. Cô gái sợ hãi liền lập tức xuống ngay trạm kế tiếp. Sau khi biết chắc người đàn ông không đi theo mình, cô gái mới vội vã đi thẳng về nhà. Julia vừa về phòng liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Ngay khi cô chuẩn bị rời đi, bỗng nghe thấy tiếng nhạc bên phòng của Irina. Tưởng rằng cô bạn thân đã về, Julia liền đi qua đó để nói lời chào tạm biệt. Tuy nhiên vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến Julia sững sốt. Irina đã chết ngồi trên ghế với cơ thể mất đầu. Lúc này cô gái bất ngờ bị tấn công đằng sau. Hung thủ không ai khác, chính là người đàn ông bí ẩn đó. Hắn ta kề con dao sắc nhọn lên cổ Julia. Lúc này Francis cũng vừa về tới. Nghe thấy tiếng của chồng, cô định kêu cứu thì bị tên hung thủ chém một nhát vào cổ. Julia loạng choạng bò đến chiếc tủ, định lấy khẩu súng của Irina giấu bên trong. Thế nhưng nhanh chóng sau đó đã nằm im bất động.
Người đàn ông nghĩ rằng Julia đã chết, hắn định thu dọn hiện trường thì phát hiện có một cô bé đang nhìn từ phía đối diện. Lo lắng bị phát hiện, hắn ta liền lập tức mặc áo, định qua đó để xử lý luôn cô bé. Thế nhưng khi vừa bước ra ngoài, bỗng nhiên lại đụng độ Francis. Người đàn ông chưa kịp làm gì, bất ngờ một phát súng nhắm thẳng vào hắn. Hai phát rồi ba phát. Tên hung thủ nhanh chóng gục xuống đất. Người nổ súng không ai khác là Julia. Cô gái đã giả chết để lừa tên hung thủ. Không phải cảnh sát, không phải chồng, mà là chính bản thân Julia đã cứu cô khỏi kẻ sát nhân tâm thần. Bộ phim đến đây là hết. Hẹn gặp lại mọi người trong các bộ phim tiếp theo. Xin chào tạm biệt.